Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Blog Tâm sự trên kênh Chuyện đàn bà. Thưa quý vị và các bạn, so với những thiên đường sung sướng nổi danh ở khu vực miền Bắc thì ngành dịch vụ thiên đường sung sướng ở Đà Thành cũng là một điểm nóng trong chiến dịch truy quét tệ nạn mại dâm của các chiến sĩ công an các tỉnh, thành phố và địa phương. Lấy cảm hứng từ lời khai về kiếm cơm của những cô gái bán hoa đứng đường, xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ngắn với tựa đề Cuộc ngã giá ở chợ tỉnh Lộ Thiên đánh nhanh 90 qua đêm 200, cầu hôm đầu hôm 70. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngày dưới đây. Đêm đêm, trên một vài con đường ở thành phố Đà Nẵng, dưới ánh đèn chấp chới, những bóng hồng đứng thu mình bên gốc cây, vẻ mặt ráo rác săn tìm khách làng chơi. Những tiếng gọi, anh ơi, chốc chốc lại vang lên từ trong bóng tối. Đoạn đường đầu cầu NVT có gần chục chị em tuổi sồn sồn trực chờ đợi khách. Xe vừa tấp vào lề đường, ngay lập tức một cô nàng từ trong bóng tối bước ra hồ hởi. Anh ơi, dô đây nè. Bao nhiêu? Cô gái bán mai hỏi lại theo phản xạ. Anh đi qua đêm hay chỉ là đánh một phát rồi về? Rồi cô nàng bồi tiếp. Qua đêm thì 200, còn đánh nhanh rút gọn 60 phút thì 90. Thấy khách vẫn đứng lầm lì rít thuốc, cô nàng chồm tới kỳ kèo. Thôi, đầu hôm em lấy anh giá 70, thích thì em chiều nhé. Ở đâu? Chỉ đợi có thế, cô gái liền xòe bàn tay nhăn nheo, liệt kê vài địa chỉ mà đêm đêm cô và những đồng nghiệp vẫn thường chọn làm bãi đáp. Nào là các quán cà phê chuồng ở ngóc ngách thành phố, những khu nhà trọ rẻ tiền, thậm chí cả những khu nhà đang xây dở. Đang dở câu chuyện, bỗng có mấy gã thanh niên say xỉn từ đâu đó tấp vào lề đường quát mắng. Như một phản xạ, cô nàng bán mai bỏ mặc khách bên lề đường, rồi lách mình sang một góc tối khác phía giáp với đầu cầu TTL. Ở khu chợ bán cây sung sướng này, với tuổi đời đã ngấp nghé 40, Mai được xem như người có thâm niên đứng đường lâu nhất. Mai không xông ra mặt đường đón khách như những cô gái ăn xương trẻ khác, mà cứ nhẫn nha ngồi buôn chuyện với cánh bán hàng rong. Dăm ba điều với bà bán trứng vịt lộn, Mai lại quay sang xoen xoét với mấy bác xe ôm. Theo lời kể của Mai, khách làng chơi ở góc phố này có đủ loại, từ mấy ông bà già răng rụng sắp hết cho đến mấy cậu choai choai bằng tuổi con Mai, rồi cả mấy người làm thuê xa nhà mỗi lúc có hơi men là hùa nhau đi tìm của lạ. 12 giờ đêm, sương khuya bắt đầu nặng hạt. Trên những con đường thưa vắng người qua lại, chỉ còn le lói mấy cái bóng đèn hắt ra từ gánh hàng vịt lộn, nơi dừng chân lót giả của những cô gái giang hồ sau những cuộc mây mưa. Đà Nẵng đang có mô hình mại dâm trá hình ăn theo các dịch vụ sông hơi, massage. Nhân viên chỉ chú tâm vào chuyện chào mời khách mua dâm với giá từ 250 cho đến 350 ngàn đồng một lượt. Đêm đêm dưới ánh đèn đường, trên một vài con phố Đà Nẵng thì vẫn có những bóng hồng bé nhỏ đứng thu mình bên cột điện hay là những gốc cây với vẻ mặt ráo rác săn tìm khách. Điểm đầu tiên tôi chọn để đến là đoạn đường đầu cầu NVT và cầu TTL. Ở đây hàng đêm có đến hơn chục chị em chờ đợi khách. Chưa kịp tấp xe vào lề đường, ngay lập tức một cô nàng từ sau cột điện bước ra, vẻ mặt hồ hởi. Anh ơi, dô đây nè, dô đây, em chiều anh sướng tới bến này. Sau màn tiếp thị với mức giá và kiểu phục vụ, kèm theo là màn giới thiệu bãi đáp. Nào là các quán cà phê đèn mờ ở những ngóc ngách thành phố, những khu nhà đang được xây dựng dở dang, bãi biển, rồi những khu nhà trọ rẻ tiền. Bỏ lại phía sau một khoảng trời son phấn, tôi lại dông xe về phía đường NVL, nơi đêm đêm vẫn thường có hàng chục bóng hồng chọn làm đất kiếm ăn. Nơi đây từ lâu đã được ví như chợ tình Lộ Thiên. Chỉ cần khi màn đêm buông xuống, mặc kệ dòng người vẫn tất tả ngược xuôi, học sinh tan trường sau những giờ học ban đêm. Phía bên kia đường, các cửa hiệu đèn vẫn đang bật sáng, thì cũng là lúc gái ăn xương mặt dày phấn son, kẻ đứng, người ngồi, cười nói ngả ngớn trên vỉa hè, mời gọi khách mua vui. Giả dạng một nhà quê ra phố, kiếm sống bằng nghề xe ôm, tôi đã có một đêm tận mục sở thị, những cảnh bán mua phẩm giá, buồn thương đến tê lòng. Đêm về khuya, những con đường dần thưa vắng người,
chỉ còn le lói bên đường mấy cái bóng đèn bán hột vịt lộn. Và đó cũng là nơi dừng chân lót dạ của những cô gái làng chơi. Ở Đà Nẵng, các cô gái chân dài làm nghề bán thân nuôi miệng thường thuê nhà trọ ở các khu dân cư. Có cô thuê nhà ở một mình để che đậy hành tung của mình. Nhưng cũng có nhiều cô tụ tập lại thuê nhà ở chung. Cứ thế, người vào nghề trước giới thiệu cho người vào nghề sau những địa chỉ để làm ăn. Qua nhiều cách tiếp thị, số điện thoại cầm tay của các cô nhanh chóng được các chủ quán karaoke, nhân viên lễ tân và chủ của khách sạn lưu vào bộ nhớ. Mỗi khi khách có nhu cầu là ngay lập tức các cô được điều đến để phục vụ từ A đến Z. Có nơi thì khách mua dâm tại chỗ, nhưng đa số là sau khi nhậu. Sau khi hát, mỗi khách tự chọn cho mình một em vừa ý, rồi hẹn hò đến nhà nghỉ hay khách sạn nào đó để mây mưa. Đức, một tay khá sành sỏi, đã cùng tôi rong ruổi suốt hành trình đến những điểm ăn chơi ở Đà Nẵng để mục sở thị. Đức bảo, Đà Nẵng bây giờ nhiều gái gọi lắm, loại nào cũng có cả. Giá cả cho một lần phục vụ từ A đến Z là từ 200.000 đồng cho đến cả triệu, tùy vào cung cách phục vụ và nhan sắc của các em. Một khi có nhu cầu tìm em út tâm sự giải sầu, nếu không có số điện thoại thì cứ vào các quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn đánh tiếng là được phục vụ ngay. Rồi cứ thế, số điện thoại được chuyển từ người này đến người khác. Thưa quý vị, Đà Nẵng bây giờ còn có một mô hình mại dâm trá hình, ăn theo các dịch vụ xông hơi massage. Cứ khách sạn mọc đến đâu là dịch vụ massage chạy theo đến đó. Đối với những dịch vụ này thì thoạt trông có vẻ nghiêm túc lắm. Những bảng hiệu ghi rất rõ nội quy của luật pháp, những điều nghiêm cấm đối với tiếp viên, những cảnh báo về căn bệnh HIV/AIDS, cảnh báo về các chất ma túy. Thế nhưng, có đặt chân vào chốn ăn chơi này mới thấy hết được những gì đang diễn ra ở trong đó. Khách sạn X nằm trên địa bàn quận LC có dịch vụ massage đang rất ăn nên làm ra. Cũng giống như nhiều điểm massage khác, các phòng trọ được bố trí liền kề nhau. Giường được trải drap trắng, một khoảng nhỏ phía sau dùng cho khách tắm và xông hơi. Nhưng trên thực tế, hệ thống xông hơi đã tê liệt. Cũng ở trên địa bàn quận LC còn có một tụ điểm massage thu hút khá đông khách là XKHN. Quả không sai với lời đồn đại của dân sành chơi trốn Đà Nẵng. Mặc dù mang tên là điểm massage thư giãn, nhưng thực chất những gì chúng tôi nhìn thấy tại XK thì rõ ràng đây là một tụ điểm mại dâm trá hình. Những nhân viên phục vụ ở đây đa số là người đến từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Hầu hết họ chẳng biết gì về kỹ thuật massage, mà ở đó họ chỉ chú tâm vào chuyện chào mời khách mua dâm với giá 200 đến 300.000 đồng mỗi lượt. Ngoài các địa chỉ cho giới mải dâu thích hái mai bắt bướm ở LC thì các ông còn dỉ tai nhau ở sân trà không thể không ghé MK. Ở Hải Châu thì HV, chỗ nào cũng có dịch vụ khép kín phục vụ cho dân chơi cả. Có điều, theo giá cả, tùy theo mức độ sang trọng hay bình dân của các dịch vụ này. Làm sao để hạn chế, để dẹp bỏ những điểm ăn chơi trá hình đang tồn tại trong lòng đô thị? Câu trả lời chắc chắn phải dành cho chính quyền địa phương và công an sở tại nơi những điểm massage này đang đăng ký kinh doanh. Từ lâu lắm rồi, có lẽ giới trẻ ở Đà Nẵng quên bẵng đi thói quen đến những đêm ca nhạc nơi công cộng, những quán cà phê nhạc sống. Họ tìm đến những quán bar, vũ trường để thể hiện sự nhiều tiền và cũng muốn chứng minh với bạn bè. Đã là dân sành điệu thì phải ngập mình trong khói thuốc, rượu mạnh và những bước nhảy cuồng loạn. Những cái tên như No One, New Phương Đông, Festival, Carmel, Vegas đã không còn quá xa lạ với những tay chơi lắm tiền nhiều của, với những cậu ấm, cô chiêu quanh năm chỉ biết hưởng thụ. Hơn 1 giờ sáng, chúng tôi bước vào một vũ trường trên đường DD. Tận mắt chứng kiến hàng trăm con người đang ngập chìm trong khói thuốc, trong tiếng nhạc âm ào phát ra từ hệ thống âm thanh quá cỡ. Kẻ đứng người ngồi, kẻ uốn éo, dậm giật theo điệu nhạc. Đèn nhấp nháy, nhạc giật liên hồi. Những thân hình cứ thế lắc lư. Những cô gái phục vụ bàn vẫn trang phục thiếu vải, nhún nhảy rất đỗi hồn nhiên. Đưa mắt một lượt, chúng tôi thấy khách ở đây rất trẻ. Thế nhưng, cách thức đập phá của họ chẳng khác gì dân chơi thứ thiệt. Họ uống bia, quăng lon, uống rượu mạnh và nhả khói thuốc mịt mù.
có bàn, 5-7 cô cậu ngồi uống rượu ngả ngớn. Đứa này quàng vai bá cổ đứa kia, thỉnh thoảng lại ré lên khi có vũ công xuất hiện trong bộ xiêm y như không mặc gì. Ở một vũ trường khác nằm trong khu vực DX, chúng tôi cũng bắt gặp những hình ảnh không khác mấy các vũ trường khác. Cũng những cô cậu choai choai, con cái của những gia đình làm ăn lớn hoặc cha mẹ có chút chức sắc trong xã hội, nhà dư của ăn của để, nhưng có lẽ lại hao khuyết tình yêu thương. Có những đám cũng ăn vận áo phông nhiều chữ, quần jean, cố gắng ngồi ngả ngớn ra dáng sành điệu, nhưng vẫn không giấu hết sự vụng về của dân lao động. Trong ánh mắt mờ ảo, chớp nháy và tiếng nhạc tưng bừng, những cô gái phục vụ bàn vẫn hồn nhiên bật nắp bia bùm bốp. Chứng kiến những hình ảnh ấy, một đồng nghiệp đứng bên cạnh tôi than thở. Một bàn bình thường, một đêm chúng nó cũng làm hết vài tấn lúa chứ chơi. Một người quen khác của tôi cũng là dân thường xuyên lui tới các quán bar và vũ trường lại bảo rằng: những đối tượng đến đây đa phần là những người tiêu tiền mà không đổ mồ hôi. Thế nhưng bên trong của những chốn ấy còn tiềm ẩn biết bao nhiêu điều đáng kinh sợ khác. Các gái mại dâm trẻ trung từ nhiều miền quê phiêu dạt đến thành phố này, hầu hết đều chọn vũ trường để khách mua dâm, hoặc là cùng uống, cùng nhảy với khách để kiếm tiền boa. Đó cũng là nơi để những băng nhóm giang hồ gặp gỡ, phân chia lãnh địa, ngôi thứ, giải hòa hay thậm chí là thanh toán nhau. Đặc biệt trong cái môi trường mờ ảo này, rất thuận lợi để cho các con chiên của ma túy hoạt động. Một nhân viên làm ở vũ trường nhiều năm cho biết, đa số các cô cậu trai trai vào đây đều có dính dáng đến nàng tiên nâu. Nhiều người dân ở chốn Đà Thành này vẫn chưa thể quên chuyện hai băng nhóm giang hồ thanh toán nhau ngay trước cửa vũ trường New Phương Đông mà kết quả là một thanh niên phải bỏ mạng. Vụ băng nhóm của Lợi Điên, Hung Chó gây hấn với băng của Ti Già ở vũ trường Nâu 1 dẫn đến một vụ thanh toán đẫm máu trên đường Nguyễn Văn Thoại làm Ti Già chết tại chỗ. Một đệ tử của Ti Già bị thương tật đến 76%. Vụ những học sinh của trường trung học phổ thông Trần Phú bị một băng nhóm khác đánh trọng thương tại quán Bar Speed trên đường Lê Duẩn và hàng chục con nghiện khi bị bắt quả tang sử dụng trái phép các chất cấm đều khai nhận đêm đêm vẫn kiếm sống bằng nghề vũ nữ ở các vũ trường. Quý vị và các bạn thân mến, Đà Thành mấy nẻo ăn chơi chỉ là những nét chấm vá nhỏ về thực tế cùng những gì đang tồn tại trong lòng một đô thị. Mong sao là những nỗ lực hết mình từ phía các ban ngành hữu trách sẽ mang lại những tín hiệu tốt lành trong việc ngăn ngừa và hạn chế được sự tồn tại của những loại hình tệ nạn này. Và đến đây thì thời lượng phát sóng blog tâm sự cũng đã kết thúc rồi. Nếu thích chương trình này, muốn theo dõi nhiều số của chương trình này nữa, quý vị và các bạn đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh. Gặp lại Hồng Nhung cùng với ekip sản xuất của chúng tôi. Nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nó. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.